Xin chào các bác và các anh em. Mỗi nghề thì nó cũng có một cái khó, một cái khổ. Nhưng mà theo em nghĩ thì cái nghề bang số thì là một cái nghề mà nó đòi hỏi con người ta phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn phải tư duy để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của thị trường và cái nhu cầu của các bác anh em. Thì hôm nay thì em cũng cài mấy chiếc bang số Siso 1080M. Thì trong đó có một chiếc bang số của một chú em trong thành phố Hồ Chí Minh là chiếc bang số màu tím, hàng mới chính hãng, và một chiếc Siso 1080M màu xanh của người bác ở Thái Bình. Thì khi mà em nhận cài đặt vang số cho các bác anh em cũng như là bán vang số cho các bác anh em thì cũng làm theo các cái nhu cầu đề xuất của các bác anh em. Thì bác này thì bác ấy ở Thái Bình. Cái bác mà gửi chiếc vang số màu xanh này là bác ấy ở Thái Bình, cho nên rằng là qua cái vấn đề mà trao đổi qua tin nhắn ấy thì là bác ấy cũng có những cái đề xuất bác ấy cũng có như vậy là ghi các cái thiết bị bác đang dùng và có những cái đề xuất về làm các chế độ ở trên chiếc bang số này. Thì và bác ấy có động viên em với cái số tiền mà nó cũng khá hơn khi mà căn chỉnh những chiếc bang số theo cái giá bình thường. Thì đối với một người chuyên làm về kỹ thuật và căn chỉnh bang số thì đối với vang số thì nó có thể thay đổi được cái chất âm, thay đổi được các chế độ, làm các chế độ khác nhau và thay đổi được các cái chất âm ở trên vang số khi mà phối ghép với các bộ dàn karaoke. Cho nên rằng là buộc em cũng phải là tư duy ở trong cái vấn đề mà căn chỉnh cho các bác và anh em. Thì đối với những anh em mà bán loa bán đẩy ấy, thì nó nhàn hơn rất nhiều. Đẩy thì cứ cắm điện vào, chuyển qua lại các chế độ thôi, rồi là kết nối thiết bị và xuất tín hiệu ra loa kêu là được. Và loa thì nó cũng có những cái đặc tính riêng của từng loại loa và cũng ít khi thay đổi được cái chất âm ở trên những cái đùi loa. Thế nhưng mà về vang số thì trong cái quá trình mà căn chỉnh và nghiên cứu thêm các cái chế độ ở trên vang số thì cũng theo các cái chế độ, những cái đề xuất của các anh em thì em lại phát triển thêm những cái chế độ ở trên cái dòng vang số của Siljibat. Đối với dòng vang số Siljibat thì giả dụ như là các cái đời từ như vậy đời thấp như là 580 cho đến các cái đời cao như là 1080 hay là các cái đời của hãng DB chẳng hạn thì nó cũng chỉ có 4 mốt ở trên mặt máy, tương ứng với lại 4 chế độ, tương ứng với 4 chế độ M1, M2, M3, M4. Thì có những cái đời vang số thì sẽ là có mic A, mic B như là 1080 hay là một số các cái đời vang số của VS360 hoặc là 510 thì có những cái hoặc là tên số 8. Thế nhưng có những cái đời thì nó chỉ có chung mic thôi. Thế thì qua cái vấn đề mà nhận căn chỉnh chiếc vang số này cho cái bác khách ở Thái Bình này thì em lại phát triển thêm cho các bác anh em ở các cái chế độ khác nhau nữa. Thì thường thường trước đây thì em vẫn làm ở trên các cái vang số bình thường ấy, mà chung một mic chẳng hạn thì vẫn là chế độ sáng tiếng này, tối tiếng, nịnh giọng và chế độ reverb. Thì đối với những dòng vang số mà nó có hai đường mic riêng biệt thì đối với mic B thì em lại phát triển thêm một cái chế độ nữa là e cho, loa bí tiếng, loa đanh tiếng và reverb ở cái phòng hẹp. Thì ở cái chế độ phòng rộng này á thì là như vậy là thì ở cái chế độ phòng rộng này á thì ở chế độ M4 này thì nó có chế độ reverb rộng và chế độ reverb hẹp. Thế thì hiện giờ chiếc con số đó của bác ở Thái Bình này thì em cũng đã làm xong 4 cái chế độ bình thường và phát triển thêm ở cái mic B này là 4 chế độ nữa. Thì ở cái mic B này ấy, ở cái mic B này, hiện giờ đang kết nối ở mic B thì cái dòng Siljibat thì từ xưa đến nay nó vẫn nổi tiếng về cái chất âm reverb. Thế nhưng mà không phải là như vậy là chúng ta không biết làm một chế độ e cho hay ở trên cái dòng vang số này. Đây là cái chế độ ở mic B tương ứng với lại chế độ 1, chế độ M1 ở mic B thì nó là chế độ e cho. Chế độ e cho và bây giờ sẽ thử cái chế độ e cho.
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 10 4 4 7 7 10 10 2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 Và tiếp đến là cái chế độ M2 này. Chế độ M2 này ấy thì là nó tương ứng với lại chế độ tối tiếng và một cái chế độ loa bí tiếng. Tối tiếng và bí tiếng. Thì ở cái mic B, mic A này. Mic A này là dành cho cái chất âm của cái bộ dàn mà nó gọi là tối tiếng này. Tối tiếng thì cái hiệu ứng effect của cái bộ dàn tối tiếng, đây là cái hiệu ứng effect của bộ dàn tối tiếng này. Bộ dàn tối tiếng. Và mic B thì nó vẫn là nằm trong chế độ tối tiếng nhưng có sự thay đổi là nó sẽ dành cho những cái loa mà cái chất âm nó sẽ không được thoát. Giả dụ như các loại loa nằm hoặc kể cả loa full mà cái chất âm nó không được thoát thì cũng có thay đổi về cái tỷ lệ revert. Thì cái revert và cái echo này nó có liên quan đến cái âm sắc xuất ra trên loa. Một cái đôi loa mà chất âm nó không được thoát tiếng thì chắc chắn rằng là chúng ta phải giảm cái revert level xuống và giảm cái thời gian của revert xuống. Đấy là cái sự khác biệt giữa mic A và mic B. Đây các bác thấy được là ở cái mic A này là revert đang 31% và cái thời gian của revert là 2470 mili giây. Còn ở mic B có sự thay đổi là cái revert level có 22 thôi và cái thời gian của revert cũng có giảm đi. Bởi vì một cái đôi loa mà chất âm nó không được sáng, nó không được thoát tiếng, khi chúng ta đưa cái revert nhiều thì cái tính chất âm sắc khi mà phát ra loa thì nó lại không được sáng tiếng và không được thoát tiếng, cho nên có sự thay đổi về cái revert level và cái revert high là có cái sự thay đổi. Thế chuyển sang cái chế độ số 3 chẳng hạn thì nó tương ứng như chế độ nịnh giọng này chẳng hạn. Như là từ mấy chế độ nịnh giọng ở cái chiếc vang số của cái bác Thái Bình, chiếc vang số màu xanh này có cái tên stop này, thì chế độ 3 này chế độ nịnh giọng. Thì ở chế độ nịnh giọng này thì em làm cho bác này là cái chế độ loa đanh tiếng thì nó có sự khác biệt. Ở chế độ này ấy, thì đây các bác anh em có thể là thấy được rằng là cái tỷ lệ về revert và cái tỷ lệ về cái thời gian revert cũng như các thông số trong phần echo nó có cái khác so với lại mic B. Và hiện giờ đang kết nối ở mic B. Thì ở cái mic B này ấy, thì đây các bác thấy được rằng là cái tỷ lệ giữa echo và revert nó có sự khác nhau. Ở mic A. Mic A thì là như vậy là tỷ lệ revert là 26%. Cái độ lớn của revert là 26% và cái thời gian revert là 2570. Nhưng mà sang đến cái mic B, tức là dành cho cái loa mà như vậy nó đanh tiếng, thì chúng ta sẽ nâng cái revert level lên và giảm cái echo xuống. Bởi vì tính chất của revert là độ vang. Và khi một cái đôi loa mà nó đanh tiếng chúng ta đưa echo vào nhiều thì như vậy là nó lại càng đanh. Bởi vì echo nó là độ vọng lại, độ nhại, độ vọng. Cho nên rằng là khi mà loa đanh tiếng thì có sự thay đổi về cái revert level và cái thời gian của revert. Và cũng có thay đổi một số các thông số ở phần dưới này. Thì nó là cái sự thay đổi như thế. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 10, 4, 4, 4, 7, 7, 10, 10, 10, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Và tiếp đến là chế độ thứ tư là chế độ revert này. Chế độ revert, revert rộng và revert hẹp. Thì giữa cái rộng cái hẹp này nó cũng có sự thay đổi về cái revert. Giả dụ như là ở cái mic B này là làm cho một cái chế độ revert ở cái phòng hẹp. Thì bản thân cái revert level này chúng ta phải giảm. Bởi vì ở phòng hẹp ấy thì nó dễ bị cộng hưởng bởi cái môi trường xung quanh. Cho nên rằng cái revert level giảm, revert thai, tức là thời gian của revert cũng giảm và có thay đổi ở cái revert delay. Thì ở mỗi một cái chế độ này thì em sẽ làm nó có cái sự khác nhau như thế. Có sự khác nhau. Cho nên rằng là để mà đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì em luôn luôn phải thay đổi về cái phương pháp căn chỉnh để mà đáp ứng được cái nhu cầu của các anh em trong cái vấn đề mà mua vang số cũng như là gửi vang số đến căn chỉnh.
Thì đây nó là thử cái chế độ phòng hẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Thì các bác thấy được rằng là mỗi một cái trên tức là trên vang số 10501M này ấy, thì nó chỉ có 41 thôi. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt là nó có hai cái mic riêng biệt, mic A và mic B, cho phép chúng ta thay đổi được cái hiệu ứng effect ở hai cái đường mic này, có thể thay đổi khác nhau. Thì đây nó cũng là một cái phương pháp làm việc của em khi mà căn chỉnh cái dòng vang số mà có hai đường mic riêng biệt, thì em sẽ cố gắng phát triển càng ngày càng tốt hơn, để mà khi các anh em mua vang số và gửi vang số đến căn chỉnh nó cũng được tương đối hài lòng. Và một cái vấn đề nữa là chúng ta như vậy là căn chỉnh tại nhà thì nó rõ ràng rằng là đối với những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều thì sẽ làm tốt, nhưng mà đối với em là người căn chỉnh tại chỗ, cho nên cố gắng căn chỉnh cố gắng như vậy, căn chỉnh nhiều chế độ để cho các anh em như vậy là về nhà các bác anh em như vậy là gọi ra để mà sử dụng, thì có lẽ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đây nó cũng là một cái sự chia sẻ của em mà trong cái vấn đề mà căn chỉnh lại vang số cho các bác và anh em. Và cụ thể là hôm nay là chia sẻ các bác anh em về cái phương pháp cách làm mới ở trên cái dòng vang số 10801M. Thì các bác anh em xem có thể là hiểu được cái phương pháp làm việc của em, cũng có thể là nắm bắt được là như vậy là cái phương pháp để mà căn chỉnh những cái dòng vang số mà có hai đường mic riêng biệt.